Câu hỏi cần lưu ý khi đi khám bác sĩ. Thứ nhất, cung cấp thông tin bệnh sử, tiền sử chi tiết cho bác sĩ, tránh giấu bệnh hoặc thử tài bác sĩ. Thứ hai, hỏi rõ các thông tin kết quả khám. Thứ ba, tôi mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh gì. Thứ tư, tôi cần làm các xét nghiệm gì, tại sao phải làm các xét nghiệm đó. Thứ năm, chẩn đoán cuối cùng ra có kết quả khám là gì. Thứ sáu, phương pháp điều trị là gì, có phương pháp nào thay thế hay không. Thứ bảy, có các tác dụng phụ gì khi điều trị cần lưu ý. Thứ tám, khi nào cần tái khám. Thứ chín, trường hợp bệnh nặng lên thì cần phải xử lý như thế nào.